nóng bóng đá hôm nay 14 tháng 12, Ronaldo lập kỷ lục Van der Beek bị chỉ trích vì đến MU là những tin tức chính trong bản tin hôm nay. Genoa 1-3 Juventus, Ronaldo chạm cột mốc lịch sử, đêm qua Cristiano Ronaldo đã lập một cú đúp phạt đền góp phần giúp Juventus đánh bại Genoa với tỷ số 3-1. Theo thống kê, đây là trận thắng thứ 400 của Ronaldo tính tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, một con số chưa có cầu thủ nào khác đạt được trong thế kỷ 21. Người đứng thứ 2 trong danh sách này là Lionel Messi với 365 trận thắng và thứ 3 là Gianluigi Buffon với 350 trận thắng. Ronaldo đã chạm vào cột mốc lịch sử trên sau quãng thời gian thi đấu cho 3 câu lạc bộ lớn gồm MU, Real Madrid và nay là Juventus với 3 điểm có được sau trận đấu vừa qua. Bà đầm già đang xếp ở vị trí thứ 4 tại Serie A và kém đội đầu bảng AC Milan 4 điểm. Vòng tới, họ sẽ tiếp Atalanta trên sân nhà. Van der Beek bị chỉ trích vì đến MU, huấn luyện viên Louis van Gaal đã chỉ trích quyết định chuyển đến MU của Donny van der Beek trong mùa hè vừa qua. Van Gaal nói với Ziggo, tôi hy vọng thời của cậu ấy sẽ đến, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tôi đã nói điều này rồi, nếu có Paul Pogba và Bruno Fernandes, Van der Beek nên đá ở vị trí nào? Cậu y không có những phẩm chất của Pogba và Fernandes, và bây giờ khi bạn thấy rằng Pogba thậm chí còn không được đá chính thường xuyên. Vậy thì Van der Beek nên chơi ở đâu? Tôi nghĩ cậu ấy có thể đã thấy trước điều này, có rất nhiều đội có thể đã phù hợp hơn với Van der Beek và họ cũng ở những giải đấu hàng đầu. Cậu ấy là một chàng trai sở hữu rất nhiều phẩm chất. Barca 1-0 Levante, Messi đưa Barca đến chiến thắng. Barca bước vào trận đấu gặp Levante với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Dù đang có phong độ thất thường nhưng pha tỏa sáng của cá nhân Lionel Messi là đủ để giúp đội bóng xứ Catalonia kết thúc ngày thi đấu trong chiến thắng. Barca là những người kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Levante mới là đội có cơ hội ghi bàn trước. Tuy nhiên, pha dứt điểm của De Frutos đã bị thủ môn Marc-André Ter Stegen của Barca cản phá. Điều tương tự cũng đã xuất hiện ở bên kia chiến tuyến khi Eder Fernandez thực hiện một pha cản phá xuất thần trước cú đánh đầu của Antoine Griezmann. Sau đó, Clement Langlet đã lao vào đá bồi đưa bóng lên trời. Số 1 của Levante thậm chí còn ngăn chặn một cơ hội khác của Griezmann, lần này là cú vô lê chân phải sau đường truyền của Messi. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Sang hiệp 2, các cuộc tấn công của Barca vẫn có phần bế tắc và huấn luyện viên Ronald Koeman bắt đầu mất kiên nhẫn. Ông đã tung ra nhiều sự thay đổi, trong đó có việc tung Pedri vào thay Sergio Busquets và Chincao vào thay Philippe Coutinho, nhưng hàng thủ Levante vẫn không bị xuyên thủng. Phải đến phút 76, bước ngoặt của trận đấu mới đến khi Frenkie de Jong có pha thu hồi bóng xuất sắc từ một cuộc phản công của Levante. Anh nhanh chân chuyền cho Messi và ngôi sao người Argentina đã dứt điểm về cột xa đem về bàn thắng duy nhất cho đội chủ sân Camp Nou trong trận đấu này. Với bàn thắng trên, Barca đã giành được 3 điểm quý giá trước Levante ở vòng 13 La Liga. Họ đã vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng xuống còn 9 điểm. Nhưng đã ít hơn 2 trận. Klopp xác nhận mất Jota trong 2 tháng, tiền đạo Diogo Jota dính chấn thương đầu gối trong trận đấu với Midtjylland ở Champions League hồi giữa tuần. Hôm qua, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã xác nhận cầu thủ này sẽ phải ngồi ngoài trong 2 tháng tới. Chấn thương của Jota tệ hơn so với suy nghĩ ban đầu của chúng tôi, Klopp nói với các phóng viên, tất cả các bác sĩ hàng đầu đã xem xét và Jota không cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, cậu ấy sẽ phải nghỉ một thời gian, chúng tôi không biết chính xác nhưng có thể là 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. Henry ghê tởm khi xem Saka thi đấu. Patrice Evra đã tuyên bố huyền thoại Arsenal. Thierry Henry từng chán ghét khi xem pháo thủ thi đấu vì Granit Xhaka được trao chiếc băng đội trưởng. Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện ngắn. Một hôm Thierry Henry mời tôi đến nhà anh ấy để xem một trận đấu của Arsenal. Anh ấy bật TV lên. Hình ảnh đầu tiên chúng tôi nhìn thấy trên màn hình là Xhaka đang đeo băng đội trưởng Arsenal. Thierry Henry tắt luôn TV. Evra chia sẻ, tôi nói, chuyện gì xảy ra vậy? Anh ấy trả lời, tôi không thể xem đội của mình thi đấu khi Saka là đội trưởng, và chúng tôi đã không xem trận đấu đó. Đêm qua, Saka một lần nữa khiến Arsenal thất vọng khi phải nhận thẻ đỏ sau tình huống bóp cổ đối phương. Kết quả là pháo thủ đã để thua Burnley với tỷ số 0-1 sau pha phản lưới duy nhất của Aubameyang, qua đó tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng.